Bây giờ là ha, chị nhu cầu quá là tôi mới làm cách công ích là tôi mới nhắn cho tôi nhà thông báo cho mình luôn nè ha. Đau, đau. Đau lắm nha, này mới khám thôi nha. Đau không? Đau dữ không? Đau lắm phải không nè, bỏ xuống nè. Chị thường uống nước không? Nước mấy, em nước dữ không? Để chị coi đợi tới tim chị bị gì đi ha. Đau, chỗ này đau. Chỗ này đau. Đau quá mày. Ôi dạ. Nè, dở cái tay ra tôi coi cái phản xạ của chị đau thở nào tôi biết nè. Chị tắc nghẽn động mạch chủ á, tất nhiên là tắc nghẽn động mạch vành á. Cái tim của chị bị co thắt. Hồi hộp mạch cái ngực này. Rồi bây giờ nè ha, nếu chị đây là tôi mới khám thôi chứ chưa có làm. Chị muốn làm cho chị có cảm nhận được cái trái tim của chị khỏe là thế nào. Cái chuyện đó tính sao, tới đâu nói tới đấy. Nè, vậy là làm không? Hay là trong biết bệnh mà thôi. Làm thì đau á. Đáng chịu ha. Rồi mà làm cũng có nhau che mặt kìa. Thôi, che. Che sao tôi biết cái cảm giác đau của chị. Thì em biết. Rồi thôi bây giờ nè, chị em mình nói chuyện tôi đã đỡ đau. Để tìm được chị là mình được trái. Chị trái tim mình để tao khi em cái tay ra, chị nghe thấy trái tim của chị có cảm giác như thế nào, khỏe như thế nào, nó điện tử như thế nào, quay trở như thế nào. Nào làm đó. Thôi trời ơi, trời ơi. Đau mà tiêu chảy à. Nào thấu trời. Rồi, chị nghe nè. Nghe báo cáo cho tôi biết nè. Có sao nói vậy? Nói nãy giờ tôi có nghe nè. Nghe trái tim của mình. Nghe trái tim của mình nó có cái gì trong đó không? Không nghe lầm nữa. Chú ăn đó. Nghe nó khỏe hay nó có nhọn hay nó có tiếng bò hay là nó ấm. Sáng nó có lại đó. Để ý hơn thì thích hơn. Nghe nó khỏe không? Nghe ngực hơn. Thì đó là cái tim của chị nó đập nhiều lại đó. Cái mỗi một người mà nó có cái triệu chứng riêng. Đó là thằng tim nha. Bây giờ tôi khám cho chị là coi coi chị có loãng xương không nha. Đau không? Đau. Thiệt không? Thiệt. Thiệt hả? Ừ. Lõn xuống tốc độ 2 là ngay chị cả. Dạ. Ừ. Bên đây nè, nè. Buông ra con nè. Đau không? Đau. Chỗ này đau không? Đau. Đau dữ lắm hả? Ui. Lên cho mình cái nhỏ cái gì? Đấy rồi. Thằng si dữ lắm đó biết không? Ừ. Hiểu nhiều không? Chắc hiểu. Ừ. Tiểu đỏ phải không? Cái vàng quên hết. Bây giờ nè, cái thận của chị nó nằm ngang trên này nè, hai bên hai cái nè. Chị Phan nói, để tôi nói cho chị nghe mà cái chuyện dành nói không thì chết rồi. Thường chị nặng cái mông này là nặng già tới đây nè. Đúng không? Cái thót chạy mẹ nó, bây giờ tôi không có nói gì hết trơn á. Ừ. Cái thành của chị nó hành chị chứ đừng nó thoát vị địa điểm hay gì trơn trọi vậy nè. Từ đây xuống đây nè. Thành đau vậy mà không hành sao được. Chị nghe là tự nhiên tôi làm đây là chị nó nhẹ một bên đây nè nha. Xuống tới giữa đùi chị nè. Chết chóc gì đâu. Ngấn thân ngấn ngay. Rồi chị nghe cái mông chị rằng rằng chưa? Rồi nghe nó nhẹ chưa? Cảm nhận dùm cho em cái đi. Nhẹ phải không? Nhẹ xuống tới đây phải không? Nhưng vậy thì nghe lời người ta thoát vị địa điểm hay là nghe lời tôi xin thận? Tôi nói chị xin thận nó hành chị đó. Ừ, thì bây giờ tôi làm cái này tôi nói chị siêu thận tôi làm thận có chuẩn không? Dạ có chuẩn. 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 Có chuẩn không? Dạ có chu
chụp, nó chụp và nó nói vậy, nó nói mấy bác sĩ thì nó ba trận lắm rồi. Còn Nguyệt nó báo là tôi sẽ nói chuyện ngay cấp, chị đừng có nấu gì cho bác sĩ nữa hết, hiểu không? Đừng có không nói chụp hình nữa. Thôi bây giờ để cho chị nghe lời chụp hình thì chị qua chụp hình đi. Tôi nói chị không nghe mà, phải không? Bây giờ chị theo tay ai, chị theo tôi nè, chị theo tôi rồi tôi chỉ, còn chị theo rút tay. Nói chị thông cảm cho rút tay. Thì kệ nó, bác sĩ nói gì nói kệ nó, mà tôi khám bệnh thì tôi nói như vậy, mà tôi nói chị bệnh đó thì tôi làm cho chị thấy chị bất không. Rồi hai cái đó chị phân biệt ra cái thằng nào nói đúng, thằng nào nói sai. Tôi thì chỉ bắt món giò chị không, mà tôi nói à chắc chị không tin tôi đâu. Không. Phải không? Đó rồi bây giờ đây nè, đừng có nói gì nữa hết. Bây giờ tôi khám chị là một tạng, hai tạng rồi nè. Con người của mình lục tạng tất nhiên là sáu tạng. Chị đếm nghe cho đủ nha. Một tạng, hai tạng, bắt đầu tạng thứ ba nè. Nghe không, tạng thứ ba nó còn có bàng quang chị nè, bộ đường sinh lý của chị nè, nghe không? Ở bên bên hậu môn kia gì đó, bên ruột già xuống cùng ruột già đó, à, tôi sẽ coi luôn cho chị. Mà ba cái đó nó dòm vô một chỗ, tôi chính tính là một tạng. À, anh biết chị muốn làm thôi đó, chị của chị thôi chứ. Bây giờ tôi khám chị nè, tôi coi chị cái bàng quang chị coi sao. Sợ bệnh quá, bác sĩ gọi tới bác sĩ khám mà làm thầy bác sĩ thôi. Sao không? Mình đang đau không? Đau hả? Bàng quang thì chị có u bàng quang hả? Nè, đau dữ lắm phải không? Cái chim nhiễm bàng quang nó cũng thành khối u rồi nè. Nè bây giờ tôi làm cho chị tin nè ha. Nè nghe tôi nè, cứ che mặt hoài. Chị không tin đó, tôi làm ở chỗ này ha. Chỉ có tôi nhấn 7 cái thôi, chị nghe cái bàng quang trong bụng đáy của chị nha. Nó ấm lên, nó nhẹ lên. Nha. Là chị để ý nha. Thì ý trong bàng quang bụng đáy chị đi nha. 1 2 3 4 5 6 7 rồi. Chị nghe đi. Chị nói tôi phải vậy không? Đúng vậy không? Ừ. Như vậy thì bác sĩ chị tin hay chị tin tôi? Không có làm sao? Tôi nói có. Nó hút cái diêm rồi chị ơi. Ừ. Tao cỡ này là nó hút cái diêm rồi nè. Rồi bây giờ tôi coi này, hai cái nhánh buồng trứng của chị nè. Sao? Đây nè. Ờ, tôi nói từng chặng cho chị coi nè. Bên đây đau, đau dữ phải không? Hai đau hiềm, đau dữ hai bên như nhau phải không? Rồi hai cái cánh buồng trứng của chị đó, điều hai cổ cánh buồng trứng chị viêm luôn nha. Rồi ra tôi coi cổ tử cung coi nè, trời ơi cắn lưỡi luôn rồi. Rồi viêm cổ tử cung viêm nhiều lắm đó nha, coi là có sưng không, giật giò hoài ra. Quá, à, hiểu láo lắm phải không? Nhiều lần là một việc rồi. Nè rồi, một việc rồi. Hiểu rồi mà nó còn nhiều phải không? Ừ, đó là tiểu láo. Nè, tiểu sức tiểu láo. Đâu có, tôi khám chưa xong mà. Tôi khám coi cái đó như thế nào. Sao không? Rác phải không? Nè, tao rác phải không? Ừ. Cái chị này khó khám chị quá. Chị cứ buông cái tay chị ra đi, còn không ấy thì thôi chị qua người khác cho người khác ta làm chứ không ai ngồi đợi. Kêu tôi khám, tôi khám mà tôi hỏi chị mà chứ cứ gì rồi ai làm sao tôi hỏi chị không trả lời gì quá mà làm sao? Nè, nghe nè. Rồi. Đau phải không? Đúng không? Đúng. Mình mới đau phải không? Chị thường xuyên nuốt của mình đúng không? Ừ. Đó. Cái này là bị ngứa nè. Tất nhiên ở trong nó viêm ở trong á.
hết cái điểm những đời viêm nhiễm rồi, để cái mục viêm nhiễm đó nó mới tiết ra ngoài, nó chín thành của mình, nó mới ngứa chỗ này. Còn chứ nó hết là chỗ này nó không có chỗ này, hiểu không? Đó. Nhà làm nè, làm những cho chị, cho chị khỏe mà chị phải hợp tác tôi, rồi chị phải ráng chị chịu đau chứ còn em không có làm. Rồi chị nghe một phần sinh dục của chị là nhẹ dữ không, nhẹ phơi phới rồi phải không? Đó là cách chị đó, nghe không? Nên là bây giờ tôi sẽ thử cái này cái nữa thôi. Đau là như sinh cùng này là nghe tê cái mông dữ lắm phải không? Ngồi lâu tê thốn lên cái xương, sống hùng hùng luôn nè, mà nghe thấy cái xương cùng này nó nhẹ liền nè, nghe không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi coi coi kiểm tra cái xương cùng nhẹ chưa, có cảm giác nhẹ này không? Còn dây là biết rồi nha, cái đó xương sống đúng là bị viêm cái đó 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 nha, là nó nổi cái mệt trên đây nè, nó báo của trên này nè. Bên đây, bên nào nhiều? Bên đây nhiều, bên đây nhiều? Bên đây hả? Bên đây nhiều phải không? Bên đây nhiều phải không? Bên đây? Bên đây nhiều phải không? Chị thốn với sinh sống của chị ở lưng quần, chị thốn với bên đây nè. Không phải bên phải nè. Thốn bên phải, cắn bên phải, tại vì cái sụn của chị thì nó nằm bên bên. Nhớ không? Mình thức bên đây nhiều hơn. Cái u khối u của chị á, khối u của chị ở dưới gần tới cái gan của chị nằm trên nha, trên này là cái mạch nha, trên này là cái mạch, dưới cái mạch là cái cuốn gan của mình nha, nằm ngay cuốn mạch và nó nằm dưới cái lá gan, ví dụ trên này nó nằm dưới này, nằm này. À chỉ khối u nhẹ rồi đó, khối u này không biết lành tính hay ác tính không biết nha. Đây là hình thành khối u á, nhẹ. Mà tôi nói chỉ có lấy quyền sinh đó là quyền của chị, mà tôi nói chỉ cái gan của chị có u, và u lành là u ác không biết. Đó là như là tôi nói là đã đó là những cái đàn ông. Mà cái nang này á, uống thuốc ông ba tôi trị đó. Đó. Mà nang này là nang ung à, chứ không phải mà nó là xơ gan đâu, nang ung.
khi tôi làm ở đây chị nghe chỗ này nè, ấm, nghe cái trà lược này ấm nha. Rồi chị nghe thêm đó là ấm chưa, nóng dữ chưa, nóng độ ra da chưa, nghe chỗ này nghe lộ ra da chưa, ấm phải không? Đó là tôi đốt cái cam của chị, nó đốt đốt cái nam, cái nam là mới có tháng tư thôi nè, là sáng tới đâu tôi làm bệnh rồi đấy, như này đã được chưa, nghe là phải không? Cảm giác chị có sao nói vậy, đừng nói gì nói bớt nghe không? Còn chứ mới có 4 mà tới 6 tạng là cái lớn, hay là 4 tạng nữa. Giờ là kiểm tra cái phổi của chị này nha. Sao không? Rồi chị nghe cái chỗ này ấm không? Chắc sao được ấm, ấm không có không chứ chắc. Là năm tạng ha, đặng hỏi là năm, đặt ở đây là tôi coi nè, ruột non ruột già bao tử là 6 tạng đúng rồi nha. Đau không? Cái này đau không? Đau dữ không? Đau dữ là nó rối đây nè, chỉ cho nó rối đây nè. Ở đó nó khác, đó là gan, cái đó là lá gan hả? Rối đây nè. Có nghe nó nói đó, bây giờ tôi là hai chị ngồi nghe là làm đi, tôi làm ở đây trái thì phải trái là chị chỗ này nó hết thôi nè. Rồi nghe coi nhẹ nghe phải không? Chị viêm cuống bao tử có đi loại soi không? Nói sao? Nhưng tôi không biết cái năng lượng là cái gì. À, mà tôi nói chuyện viêm cuốn bao tử. Nó bị đau cái này chứ không phải đau ở trên này. Đau ở trên ngực là không đúng. Tức cái chỗ đó là gan nè. Bây giờ chị cảnh tin nữa không? Tôi làm chỗ này là ngay chỗ này nó nóng chứ không có. Nó không có nóng chỗ này nữa. Nóng chỗ này. Phải không? Phải nóng chỗ này không? Đúng không? Thì tôi làm bao tử nóng chỗ đó chứ còn trên này là gan nó hành chỉ đó. Hiểu không? Bây giờ anh nhẹ bụng chưa? Rồi. Rồi nghe cái bụng tâm này không nhẹ chưa? Bên đây nè, nha, xuống cái nữa nè, xuống này đau không? Đau, đau là con mắt nè, mắt đó, hả? Nè, còn nhắc những ngày ngủ mà nó ngủ được nè, ta nói không chịu không có ngủ, thì bây giờ làm nó khỏe thì tối nay gì ngủ được. Nghe là nghe nó rần rần chỗ này nè, nghe nó rần rần chỗ này là con mắt phải sáng nghe không? Mà ở đăng ký. Rồi còn ai tới đây? Nó đây là xong rồi, khám bệnh xong rồi đó cả nhà.